xấu của em nữa là em nói chuyện em có suy nghĩ, em nói chuyện hơi không có duyên một xíu. Mấy người không có duyên thích nói nhiều lắm. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Em chào chị Cát Tường, chào anh Quỳnh Linh và chào tất cả mọi người. Em tên là Dương Thị Yến, hiện là em đang làm việc và sinh sống tại Bình Dương. Hiện tại năm nay em 25 tuổi. Yến đang làm công việc gì? Hiện tại giờ thì em đang làm bên nhân sự công ty gỗ. Rồi, chào bạn nam. Dạ. Em tên Nguyễn Duy Lành, em năm nay 27 tuổi. Em đang làm nhân viên thống kê tại Bình Dương. Bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, em trải qua hai mối tình rồi. Mấy? Hai mối tình rồi. Hai mối tình, một mối tình chính thức, mối tình không chính thức. Chính thức là lấy nhau rồi đó hả? Dạ không, chính thức tức là đã yêu nhau rồi á. Yêu nhau mấy năm? Yêu nhau được một năm mấy á, năm rưỡi. Sao không lấy? Do ở dưới quê, xa quá. Quê ở đâu? Lấy chứ lại dưới quê, bỏ tại dưới quê. Quê ở đâu em? Em ở Đắk Lắk. Thôi bây giờ tình hình á, hai người cùng ở Bình Dương đúng không? Là sẽ không có cái vụ mà xa mặt cách lòng nha. Dạ. Giới thiệu về tình sử của mình đi. Em đã trải qua hai mối tình. Một mối tình hồi cấp 3 và mối tình hồi đại học. Điểm mạnh, điểm yếu của em? Dạ, ưu điểm của em là rất hay cười, vui vẻ, hòa đồng, rất là biết quan tâm người khác. Điểm yếu của em á, có lẽ là em hơi nói hơi nhanh, nói nhiều nữa. Đâu có nhanh, em nói quá nhanh. Dạ, đúng rồi anh. Nói nhanh không kịp luôn rồi đó. Chậm chậm, tình yêu thì phải nói chậm chậm chút xíu nha. Dạ. Vậy em muốn kiếm người phù hợp với mình như thế nào? Tại vì em thích quen gần chứ không thích quen xa, nên là em muốn quen một bạn nó gần gần và có thể là quan tâm em, lo lắng cho em được. Tại vì tính em lâu lâu cũng rất là dễ tủi thân, em ở một mình em dễ khóc, em dễ tủi thân em lắm. Ở đâu? Em ở Đắk Lắk ạ. À, vậy rồi hợp lý rồi. Hợp lý luôn. Em Đắk Lắk quê rồi. Lắk Lắk mà xuống Bình Dương làm việc luôn. Dạ. Nghe nói bên đây cười rất tươi nha. Cảm giác cái người bên kia làm sao? Dạ, có cá tính. Bây giờ em tưởng tượng cô ấy như thế nào? Bình thường. Mới nói thật cá tính và nó bình thường. Em muốn tìm một người yêu thế nào? Em muốn tìm một người dễ thương, hiền lành, có cá tính một xíu. Chiều cao khiêm tốn 1m56 thôi. Ủa cao quá không được hả? Bởi vì cao quá em mới tới. Em biết. Em cao bao nhiêu? Em cao 1m7. 1m7 sao kiếm có 1m56 vậy? Bởi vì nếu mà 1m58-60 cao quá em tán không có đổ. À vậy à. Em có sở trường gì không? Em biết đá banh, em biết đánh da. Em biết làm việc chăm chỉ trong công việc. Rồi, những cái gì mà nó thuộc về đặc xấu của em? Xấu của em là thứ nhất là em biết hút thuốc, em biết uống rượu, uống bia. Xấu của em nữa là em nói chuyện em có suy nghĩ. Em nói chuyện hơi không có duyên một xíu. Mấy người không có duyên thích nói nhiều lắm. Rồi em cảm giác sao kìa đó, những tật xấu của bạn trai. Bạn có hút thuốc uống rượu không bạn? Dạ có. Em không thích uống thuốc. Em nghĩ là uống rượu thì chỉ muốn tầm độ vừa phải thôi. Hứa với cổ rồi sao bỏ thuốc, nếu mà có yêu nhau bỏ thuốc được không? Em hút hết nửa quá trong kia nữa rồi em bỏ luôn. Còn nửa gói nữa hả? Gán hút hết hả? Thôi tôi bỏ luôn đi chứ hút chi hết nữa. Em thích một người bạn trai như thế nào? Em thích một người đó mà trầm tính một chút xíu. Tại vì tiếng em nói rất là nhiều, mà không lẽ giờ gặp thêm một người bạn trai của em nói nhiều nữa, không lẽ giờ hai đứa cãi lộn luôn. Ủa thì em nói người ta nghe mà phải cho người ta nói mình nghe chứ. Nói vừa phải thôi chị, chứ nói mà nói cãi lên nữa sao được chị. Sao em không nói ít lại đi? Em nói em kiềm chế cũng được. Dạ em kiềm chế em được, sao em bắt người ta kiềm chế? Thôi đó là yêu cầu của em mà. Rồi sao nữa? Em khá là bướng, lì lợm nữa, nên là em không muốn bạn đó là nóng tính quá. Tại vì nhiều khi em nóng lên, nhiều khi em lì lên rồi là em bất chấp, tức nghĩa là em thích làm gì em làm thôi. Bạn trai của em thì biết quan tâm gia đình, tại vì em là thuộc tiếp gia đình chị, sống rất là tình cảm, nên là em muốn một người đó cũng giống em vậy á, bản lĩnh một chút, tương lai có thể lo cho em được. Em lo được cho bạn gái không? Dạ được. Em tự thấy em là người nói ít hay nói nhiều? Em tùy lúc buồn thì nói ít, mà nếu vui vui thì nói vậy thôi. Em buồn nhiều đi nha. Thôi, em có biết hát hò gì không? Hát thì vui thì nghiêu ngao thôi chứ em không có biết. Bây giờ nghiêu ngao thử coi nó như thế nào. Nghiêu ngao mà vui nha. Ừ. Không, em hát nhạc buồn không à, chứ không có hát nhạc trẻ. Nó buồn rồi. Không, nhiều khi em hát buồn mà người ta vui. Bắt đầu. Em ơi, lòng anh thì rất chân tình. Buồn. Em hát như cười. Ủa gì kệ, nó cười kệ người ta. Cứ hát. Rồi. Bắt đầu.
Em xin hát một đoạn của bài hồi nãy. Em ơi, lòng anh thì rất chân tình, nhớ đừng giận hờn em nhé. Em ơi, đừng bao giờ nói chia lìa, sẽ làm tội nghiệp anh lắm. Đã không yêu chứ phù tình nhau. Wow. Trời ơi, hát xong nữa tôi khóc luôn á. Mặt mày có duyên ghê, dễ thương. Tự nhận mình nói chuyện có duyên chứ nãy giờ nhìn rất là có duyên. Em hát là cười là có duyên rồi đó. Nghe nè, đeo vòng này chi vậy? Ba em lên chùa lấy về cho em á. Sao chật xinh chật nít vậy, cho tôi đi. Cái vòng này bảo thì đeo vô để cuối năm lấy vợ cho ba. À, ủa, lấy vợ cho ba, lấy vợ cho em. À quay, ý là mày lấy vợ rồi. Mày nào? Ý là ba em nói em á. À, đeo vòng này cuối năm này lấy vợ cho thằng lành. À, chừng nào đám cưới được? Tùy bạn nữ, nhưng mà nếu mà cuối năm này quá đẹp luôn. Chuẩn bị gì chưa mà đòi cuối năm nhanh quá vậy? À biết, ba má em chuẩn bị thôi. Chuẩn bị gì? Cũng có gì đâu, thì cũng chuẩn bị sơ sơ thôi. Cứ người ta cưới thế nào mình cưới như vậy á. Phải không? Dạ. Vậy là cưới xong ở Bình Dương hay là về Đắk Lắk? Ở Bình Dương chứ. À, nhưng mà ở Bình Dương là hai đứa ở đâu? Ở nhà trọ. Ở nhà trọ hoài mà sinh con sinh đồ cũng cực khổ mà. Thì trước tiên tạm thời ở trước đã, rồi mình mua đất mua nhà sao? Bao lâu thì mới mua được? Em sao? Sao không nói chuyện tự tin vậy? Đám cưới thì nào cuối năm rồi, cái năm sau có tiền chưa? Ba má hỗ trợ cho ít. Ba má em nói mà. Sao cái gì cũng ba má hết trơn vậy? Mốt ai đưa vợ đi đẻ? Em chứ, em là chồng mà. Phải không? Tưởng nó nói ba má em nữa. Thì má em đi theo. Đúng không? Đúng chứ, đây tôi nói gì đâu, đúng chứ sống đúng. Em không thích cái gì nhất ở người con gái? Em dễ chịu lắm, cho nên là bạn gái ai cũng có tính xấu tính tốt hết, nên mà em cũng thích cả hai luôn. Bây giờ cái hình mẫu lý tưởng của em như thế nào? À, hình mẫu của em hả? Vậy cái đó thì được. Không này được. Hình mẫu của em thì giống như cô Phi Nhung á. Phi Nhung hả? Cô hát hay. Nhạc trữ tình. Phải vợ hát hay hả? Khi mà người ta hát hay á, người ta tô lên cái vẻ đẹp người ta ở ngoài, mặc dù người ta bên ngoài người ta chưa đẹp lắm đúng không? Người ta khi người ta hát hay á, cái là nó vẻ đẹp nó đưa ra ngoài, cái là em thấy thích. Nhìn tôi vậy là vẻ đẹp này đưa ra ngoài hay đưa vô trong? Bên ngoài. Bên ngoài. Cảm ơn nha. Dạ. Rung quá, làm rung quá. Bây giờ ngồi rung quá này rung rồi. Rồi dễ thương lắm em. Hôm nay bạn có đi với ai không? Em đi một lúc một nhiều lắm. Bạn bè em, đồng nghiệp của em. Rồi đâu những người bạn nào của bên này nãy giờ cười quá trời mà. Rồi chào bạn. Bạn tên gì? Dạ em tên là Long, em là em trai ruột của anh trai em. Trước tiên là Long nhìn thấy chị gái ngồi bên đây như thế nào? Dạ chị ấy rất là dễ thương và xinh xắn. Em có một vài cái đánh giá về anh trai của em như thế này. Anh trai của em là một người rất là thật thà, hiền lành. Chẳng qua có điều là cái ý của anh nói không suy nghĩ, có nghĩa là anh nghĩ gì anh nói đó, thì đôi lúc sẽ khiến cho người ta họ không có được thoải mái nếu như mà có những cái lời lẽ khiến cho người ta khó chịu. Anh là một người sống rất có trách nhiệm và biết quan tâm lo lắng cho gia đình. Bây giờ em đánh giá là hai anh chị này mà hợp với nhau hay không? Có thể tiến tới xa hơn được không? Duyên là do trời định, còn phận là do người tạo. Thì hợp hay không là do anh chị ngày hôm nay quyết định. Có nút thì cứ bấm. Có nút thì cứ bấm. Bay sao được em? Rồi ý mình có đi với ai ủng hộ mình không? Em đi với bạn cùng phòng và bạn học cùng lớp của em từ hồi năm nhất tới giờ luôn chị. Rồi. Em tên là Thanh ạ. Dạ em ở cùng phòng với Yến được 6 năm rồi chị. Bạn thấy anh này sao? Dạ em thấy anh này thiệt thà đó. Có gì nói đó. Nhưng mà hơi nói nhiều rồi, có hợp với bạn em không? Thì trong lúc hai người nói chuyện với nhau phải có người nói ít hơn chứ. Hai người mà nói nhiều quá rồi cãi vã sao? Thế này dễ thương ha. Dạ. Rồi cảm ơn người nhà. Để anh xem coi đàn gái thế nào xong thông báo cho nha. Ha. Dạ em chào anh. Trời em dễ thương quá. Anh mình nhút nhát lắm. Thằng ông cũng hơi nhút nhát, em có lo gì không? Dạ không, em mạnh mẽ rồi. Được rồi ha. Dạ. Coi như em là trụ cột gia đình ha. Thôi trụ cột về vấn đề gọi là quyết định thôi, chứ tiền bạc thì trầm trụ cột vậy. Ui. Em thích lãng mạn không? Cũng một phần, một ít thôi. Trời mưa rồi, hai người nắm tay trong mưa rồi tặng hoa hồng, quỳ gối rồi cầu hôn không? Không anh, em dễ bị cảm cúm lắm. Tại vì em đi mưa lại cảm cúm mà, nên là thôi. Thôi vậy thôi, cái đó khó quá, bỏ qua. Dạ, bỏ qua. Khéo màn lên. Chuẩn bị tinh thần nha. Cô kia đẹp lắm á. Bắt đầu, gặp. Chào anh. Gì vậy? Đó. Dạ, cảm ơn.
đây nữa. Nhìn anh lên chi nhìn hoài vậy? Nói gì đi, tặng nói gì chứ không lẽ đưa không vậy? Không biết nói câu gì hết nữa. Ngay đầu gặp mặt tại sao cái món quà này anh chuẩn bị từ bao lâu? Anh tặng cho em đêm qua ngủ được hay không? Nói đi, hai ba. À, món quà này mới mua nãy. Hèn chi nó ế lắm, phải không? Thôi ngồi giùm tôi cái đi, đứng nói hồi lòi ra tùm lum hết trơn. Nhà anh ở đó, anh ở huyện nào anh? Cà Đông Năng. Ờ, Cà Đông Năng chỗ nào anh? Ở gần cầu Phú Sơn á. Coi chừng bà con. Cái cách nhà em có mười mấy cây à? Mười cây. Em ở Tó. Ai Tó hả? Dạ. Hỏi tên ba má con coi, con biết không? Không, ý là cái bạn gái hồi trước của em á là cũng ở Ai Tó luôn á. Mày vô duyên gì trời. Dạ. Có nhắc chuyện đó không? Lại ông. Ông có 2 phút nói chuyện thôi. Dạ. Tập trung vô chuyên môn đi ha. Em ở Ai Tó, em ở chỗ nào vậy? Em ở Tân Trung B. Tân Trung B hả? Dạ. Có gần người yêu cũ anh không? Bỏ qua đi, bỏ qua đi. Được, được. Bắt đầu bình tĩnh rồi đó. Cảm nhận về nhau thế nào? Em thấy cảm giác cô sao? Bạn ấy nhìn nhỏ ấy lanh ghê á. Với lại lanh và dễ thương nữa. Nói một câu thật tình cảm với cô ấy đi. Thuyết phục cô ấy bấm nút đi. Em dễ thương lắm. Dạ. Tiếp đúng rồi. Ừ. Ừ là cái gì? Mới dạ thưa em, anh rất là thích em, nói đi. À, thưa em, anh rất là thích em. Rồi em nói đi, cảm nhận thế nào em, nói đi. Theo cảm nhận của em á là em lanh bao nhiêu thì anh rụt rè hiền bấy nhiêu. Ôi vậy dễ thương chứ. Đúng ý em rồi đó. Đúng ý em rồi đó. Thôi em vậy, thấy vậy quỳ xuống cầu hôn cái cho thôi khỏi anh ơi, hồi qua anh ạ, khó quá. Nói gì đi, anh yêu em, anh hứa anh sẽ bỏ thuốc lá, anh sẽ đi theo suốt cuộc đời với em, anh sẽ làm ô xin cho em, anh sẽ lo cho em đủ thứ hết trơn á. Rồi bắt đầu. Anh mấy em, anh thích em, còn yêu thì chưa được rồi. Nó được không? Nó được yêu không? Được, nói đi. Thôi anh thích em được rồi, anh thích em được rồi. Rồi sao nữa? Chẳng lẽ là em phát anh sẽ vì em làm thơ tình ứa hả? Thôi được rồi. Chúng ta có 3 tiếng đếm. 3. Hai. Một. Hết thời gian. Cô bấm rồi đó, cô bấm rồi. Không không? Nắm tay của cái đi. Không cái đi. Không, không má rồi. Dạ, dạ, được rồi. Xin về em dạy cho mấy khóa em nha. Mấy khóa về tình yêu nha. Nào, chúng ta sẽ có những chiếc vé xem phim để các bạn có thể có cái không gian lãng mạn để tìm hiểu nhau kỹ hơn ha. Dạ, thầy. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Và đặc biệt chương trình ngày hôm nay còn quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp hình cưới trọn gói tại Đà Nẵng hoặc thành phố Hồ Chí Minh, trị giá 15 triệu đồng trên các hệ thống của áo cưới Allen nếu như các bạn tiến tới hôn nhân. Chúc mừng các bạn. Nào, bây giờ ta dẫn đi xem phim nữa các bạn. Em cũng thích một người bạn trai hiện đại tự tin. Cái về ngoại hình thì là mũi cao. Mũi cao. Da sáng, cao tầm khoảng 1m6, khuôn mặt hiện đại. Oh, dễ thương quá cặp này. Cặp đôi đầu tiên đã hẹn hò với nhau. Còn bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ đến cặp đôi thứ hai. Hả màn. Mời bạn nữ. Mời bạn nam. Mời ngồi. Dạ Linh, lâu quá không gặp. Hai, chào anh. Mình có thể giới thiệu sơ nét về mình cho cô gái bên kia được biết. Chào quý vị khán giả. Chào chị Tường và anh Linh. Mình tên là Huy Long, đang là kiến trúc sư, hiện công tác ở Bình Dương. Long bao nhiêu tuổi? Bí mật tí được không chị? Rồi thôi, người ta muốn bí mật mình cứ cho người ta bí mật đi. Dạ. Rồi tới phiên em giới thiệu. Em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào tất cả mọi người. Em tên là Cô Thị Diễm Thúy. Năm nay em 27 tuổi. Hiện tại em 27. Sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em đang là nhân viên kinh doanh sản phẩm, những cái mặt hàng
cho em bé đó chị. À vậy dạ. Hả? Quê em thì ở miền Tây là... Dạ. Miền Tây ở chỗ nào em? Ở tỉnh Cần Thơ chị. Cần Thơ. Dạ. Còn anh là quê ở đâu? Mình gốc Đà Nẵng anh Linh. Và làm thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa? 17-18 năm. 17-18 năm thành phố mà chưa tìm được một mối tình nào cho mình để mình có thể chung họ đi suốt cái con đường đời này hay sao? Dạ. Lúc đầu thì có thể là kinh tế nó chưa khống chế được tình yêu. À, lạ quá nha. Sau này thì cũng đi làm, công việc áp lực là cũng có ít. Anh đã trải qua mấy mối tình rồi? Mối tình thì cũng chưa có gọi là mối tình. Nhưng mà hồi cấp 3 cũng có một mối tình. Nhưng mà bạn đó lại đi nước ngoài. Nhưng mà bây giờ bạn thấy là kinh tế bạn đã khống chế được tình yêu chưa? Em nghĩ là được đó chị Tường. À, rồi, à, những cái điểm mạnh và điểm yếu của mình. Điểm mạnh của em thì em có thể là nấu ăn được, chăm sóc gia đình, có thể giữ tiền được. Khuyết điểm của em thì chắc là hơi cầu toàn một chút. Nhiều lúc thì do suy nghĩ của em thôi, chứ thực tế thì không phải là như vậy. Tất cả mọi thứ mình đều muốn nó hoàn hảo. Dạ đúng rồi. À, em có bao nhiêu mối tình rồi? Em có 3 mối tình rồi. Mối tình thứ nhất thì chỉ là tuổi học trò thôi nên không sâu sắc. Mối tình thứ hai thì do khoảng cách nên tụi em chia tay. Mối tình thứ ba thì bạn của em phải đi tu nghiệp ở nước ngoài á. Vậy là cũng xa cách luôn. Dạ đúng rồi, nên tụi em chia tay. Hai người cũng giống nhau nha. Bạn muốn tìm người yêu như thế nào? À, nếu mà chiều cao thì 1m65 trở lên thôi. Công việc ổn định, biết chăm sóc cơ thể, thích tập thể dục hoặc là chơi thể thao gì cũng được. Không hút thuốc, uống rượu, bia thì hạn chế một chút. Dạ, không có gia trưởng. Em cũng thích một người bạn trai hiện đại, tự tin, đi làm nhưng mà cũng phải biết cách chăm sóc gia đình, quan tâm gia đình một chút. Rồi, nãy cô gái đó nói vậy thì anh thấy sao? Tương đối là hợp ý của... Hợp ý với mình đúng không? Anh thích tìm một người phụ nữ như thế nào? Trước về ngoại hình thì là mũi cao. Mũi cao. Da sáng, cao tầm khoảng 1m6. Tính tình thì tự tin, giản dị một tí. Rồi. Đặc biệt là không có chi ly quá trong vấn đề là chi tiêu. Không có cái gì? Không chi ly á. Không có chi ly, tính toán nhiều quá chị. À. Thế mạnh của anh là gì? Thích các cái đồ điện tử, vẽ đẹp. Vẽ đúng rồi, chú sư vẽ đẹp rồi. Rồi anh có điểm yếu gì? Điểm yếu là bụng hơi đùng tí. Cũng hay để ý ăn mặc này kia đó. Anh thích người phụ nữ ăn mặc như thế nào? Ăn mặc thì nói chung nó hợp với hoàn cảnh thôi. Mình thì mình thích là nên ăn mặc hiện đại. Hiện đại. Trải trung. Dạ. Anh đang chuẩn bị vẽ cái gì? 27 là sinh năm mấy anh Linh này? Em sinh năm mấy cơm? Dạ em sinh năm 89. 89 tuổi con rắn. Được không? Dạ không sao, em thì không quan tâm tuổi lắm. Hỏi để em có cái mục đích riêng. À, để vẽ hình con rắn tặng ta hả? Sao chị biết? Tại chị tuổi rắn. Ủa tuổi trưởng rắn hả? Rồi để em vẽ chị. Lớn hơn con giáp. Giờ mình lấy nhau mình có nhà cửa ở chưa? Dạ căn hộ nhỏ nhỏ thôi. Ở đâu? Dạ ở Tân Bình. Rồi bây giờ mình thành vẽ cái gì, vẽ cái đi. Chị Tường thấy sao? Cái gì khuôn mặt hay là tròn tròn bầu tròn, bỉnh, tròn, nước da trắng sáng, tóc dài thắt bím, tóc dài, đeo mắt kiến cận giống bạn, đeo mắt kiến luôn. Đúng rồi, bầu bầu đúng không chị? Mặt tròn trịa, thon gọn, xinh xắn, le lưỡi phùng mang. Rồi bà dễ sao nhìn thấy ghê vậy? Nhìn thấy đóng đồ đi bon quá vậy. Hơi sexy chút. Sexy à chị? À, thích sexy. Nếu anh Linh ngồi đây sao biết sexy? Đoán hay quá, kinh nghiệm. Ok. Rồi đi đây tôi giữ luôn cho. Dạ giữ tí. Giữ rồi đó. Chờ chút xíu anh qua anh coi coi cái hình này thế nào nha. Trời ơi dễ thương quá. Chụp hình không? Em không dám xem hình đâu. Không dám xem hình đó. Đây nè. Giống không? Sao anh không cho em xem quá? Em xem thì em đánh giá coi như thế nào nha. Bắt đầu. Trời ơi. Ha, được không? Thấy nó khủng hoảng hay là nó... Dạ đúng rồi. Hả? Tranh biếm họa. Thôi đây cũng là cái ấn tượng ban đầu ha. Này người ta dạ. Tưởng tượng thôi, ta có dạ. Thấy em đâu. Thôi. Em cũng vẫn cảm ơn đầu tiên có người vẽ em đẹp như vậy. Anh thích người lớn tuổi hơn mình hay người bằng tuổi mình? Cái tuổi thì em giới hạn thôi, nhưng mà do tính cách, do con người nữa. Nhưng mà ngoại hình thì nhìn không có phải là già lụm khủng lắm. Anh cũng già cũng đi lụm khủng mệt. Em có biết vẽ ảnh lại không? Thấy gì thôi. Dạ không đâu chị ơi. Em đánh giá bức tranh này mấy điểm? Em cho bức tranh này 4 điểm. 4 điểm là rớt rồi. Thôi bây giờ mình hỏi người thân đi. Hôm nay anh đi với người thân nào? Dạ mình đi với anh Nguyên là bạn từ hồi cấp 2. À. Riêng về bạn Long ấy, thì mình chơi bạn ấy cũng rất là lâu rồi. Bạn có cái ưu điểm là trong công việc nhà có vẻ là tương đối chỉnh chu, sạch sẽ, ngăn nắp. Nhưng mà cũng có cái điểm dở nằm ở chỗ đó, rất là kỹ tính. Long là người nói chuyện với phụ nữ là tương đối nắm bắt tâm lý.
nói chuyện là tương đối trôi chảy. Bạn gái bên này thì rất là dễ thương, có lẽ là bạn Long sẽ cảm thấy phù hợp. Rồi, bạn gái đưa hình cho người thân mình coi thì sao? Em có đi với một chị đồng nghiệp mà cũng là bạn thân của em luôn ạ. Theo em thấy thì cái anh bên đây á, đúng là người, cái mẫu người của gia đình á, cũng kỹ tính, cũng hợp với bạn của em. Với lại anh cũng có nghề nghiệp ổn định, thì bạn em xa quê cho nên cũng muốn tìm một người nào đó để cho lo lắng cho bạn, để bạn ổn định được cuộc sống ở trên Sài Gòn. Theo em nhìn á, em đoán chắc anh này tầm khoảng 37, 38, không biết đúng không. Em thấy thì anh cũng còn trẻ. Cũng còn trẻ. Anh đẹp trai không? Theo em thấy đẹp rồi đó. Bé bạn em không biết nó có chịu không vậy đó em. Rồi, cảm ơn hai người thân. Chúng ta cho hai gặp mặt đi, bây giờ nói qua nói lại. Rồi, kéo màn lên. Nghiên cứu kỹ có cái gì thắc mắc nữa nha. Dạ, chào Thúy. Dạ. Chắc vui được lần đầu là biết em. Dạ. Mày chắc để chơi. Cái này là một bộ hộp đựng mứt hay đựng kẹo gì đó. Nếu mà dạ, mình thích thì mình đựng, có thể đựng vàng, kim cương gì cũng được. Dạ, dạ em cảm ơn anh. Tặng cái hộp này cất rồi mai mốt rồi hẹn hò đó, yêu nhau rồi cái anh cứ gì anh tặng nhẫn vàng hộp xoàn bỏ vô đó, bỏ vô, bỏ vô. Dạ, dạ. Vô cái dù tuổi đi để coi hợp nhau không. Thì đúng. À, bây giờ chị 39 tuổi đó, em nói chị nói ảnh đi nhiều. Thôi nữ với nam mà chị. Anh lên lên lên. Anh lên đi. Anh 30 đó. 30 cách đây 20 năm đó. Giống như bạn em đoán, khoảng 35-37 tuổi. Anh thì sinh năm 79. Dạ. Chính là mới 37 tuổi thôi. Dạ. Anh suy nghĩ về tình yêu á như thế nào? Đơn giản là khoảnh khắc thôi. Còn tình yêu mãi mãi thì anh thấy nó cũng không, anh không tin lắm. Nhưng ủa? Mà những cái khoảnh khắc mà nó tạo nên cái tình yêu á là nó sẽ là làm cho mình nhớ mãi. Vậy là sau đó mình sống với nhau nghĩ gì về tình? Có thể là nhiều tình, tình đồng chí, tình bạn, tình vợ chồng, đồng đội. Nó từng giai đoạn vậy tư. Cũng lạ nha. Có lẽ trong cái khoảng khắc nhất định thôi, còn sau này ở với nhau là do trách nhiệm, nghĩa vụ và bổn phận. Dạ, chắc vậy. Em muốn hỏi anh á, anh có phải là người hứa nhiều mà không làm không? À, anh không hứa. Cho nên anh không có làm gì hết. Có đúng như vậy không anh? Không phải, vấn đề là mình làm thôi, chứ còn hứa thì anh không có thói quen hứa. Bây giờ mỗi người nói một câu thật là tình cảm, chúng ta sẽ tiến hành bấm nút. Thì lúc mà chị Tường có miêu tả thì mình có vẽ sơ ra thì mình thấy cũng gần giống rồi đó. Mình thích nhất là cái nụ cười tươi, dù có thể là không có xinh lắm nhưng mà nụ cười nó phải tươi. Nó thể hiện con người mình lúc nào cũng tự tin vui vẻ. Anh cũng hơi bất ngờ là cái tuổi của em mà anh cũng trẻ hơn cái tuổi tí. Anh mong là mình sẽ có những cuộc hẹn tiếp sau cái chương trình này. Anh thì chắc chắn bấm nút, còn nếu em mà không bấm thì anh có anh bấm giùm. Đây, nút bấm. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. 1 2 3 Đúng rồi chú anh, chúc mừng. Như vậy là cả hai cũng bấm nút rồi ha. Rất là vui. Là hãy nắm tay nhau. Thấy cảm giác thế nào? Dạ, em hồi hộp ạ. Đây là chiếc vé xem phim. Hy vọng là hai người sẽ có thời gian tìm hiểu nhau nhiều hơn. Mình là Thúy Kiều, hãy tụi mình trên Speakable nha. Làm vợ anh nha, anh có một bờ vai đủ rộng. Anh có một bờ vai đủ rộng. Một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu yêu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Em hơi chút nhát một chút nên là cũng mấy năm rồi chưa có yêu. Nói ra hơi ngại nhưng mà thiệt tình là chưa trải qua mối tình nào. Cái mẫu người con gái của em là phải như thế nào? Hình thức là dễ nhìn là được rồi chị. Dạ, không biết tiêu chuẩn dễ nhìn của bạn là như thế nào? Đó. Cháu à? Dạ. Là phải làm dâu đấy. Con muốn hai mẹ con có ngại không? Dạ, thật sự thì đạo hiếu là phải giữ. Con không ngại cái vấn đề đó. Dạ, ưu điểm của em là biết yêu thương cho gia đình và biết chăm lo công việc, có chí cầu tiến cao. Và em
không biết ăn nhậu, không hút thuốc, không cờ bạc và biết nấu ăn. Rồi, vậy quá tốt. Về khuyết điểm thì chắc là em hơi chút nhát một chút nên là cũng mấy năm rồi chưa có người yêu. Mời nhà gái. Em ưu điểm thì em bản thân em là một người hòa đồng, biết lắng nghe, chia sẻ. Khuyết điểm của em thì giao tiếp thì em không phải là người chủ động. Nhưng mà nếu như mà có một người chủ động trò chuyện thì em bắt sóng được. Còn khoảng nấu ăn thì cũng vừa là điểm mạnh mà cũng vừa là điểm yếu của em. Em có thể nấu ăn được nhưng mà với điều kiện là có người giúp em sơ chế hết nguyên liệu. À, yên tâm, ở đây nấu ăn được mà. Dạ, dạ cái đó yên tâm đi, cái đó thì em làm được ạ. Em gái có mấy mối tình rồi? Nói ra hơi ngại nhưng mà thiệt tình là chưa trải qua mối tình nào. 30 tuổi rồi mà chưa trải qua mối tình nào? Dạ, chưa yêu ai mà cũng chưa ai thích em. Không hiểu tại sao. Nói chung á, bản thân em tự thấy là cuộc sống nó khá là đơn giản. Cứ gói gọn từ nhà đến công ty, từ công ty về nhà. Mối quan hệ xã hội nó cũng rất là ít. Bên đàn trai tò mò chạy qua coi. Rồi, dạ, em chào anh. Duyên dáng nha, rất có, là duyên dáng. Năng động nữa, có yêu đơn phương người nào chưa? Dạ chưa. Kỳ vậy ta, thích đàn ông hay thích? Dạ dĩ nhiên là thích nam ạ. Vậy chứ giờ em thích cái gì? Em do em không có chủ động trong giao tiếp á, nhiều lúc mọi người nhìn vô trong công việc em cũng khá là nghiêm. Chắc mọi người nhìn vô thấy em khó gần. Coi bên đây sao nha. Dạ. Không biết sếp gì đây nè. Là phân phối vật liệu xây dựng hả bé? Dạ, không? Em chào chị. Nhưng mà cái đó bé phân phối giùm người ta hay là vật liệu xây dựng là của bé? Cái công ty đó là của bé? Dạ, công ty của em luôn chị. Công ty của làng trai luôn, trời tôi ơi. Tôi nghi rồi, cái thần thái này là tôi nghi là sếp của... luôn. Em có mấy mối tình này nói cho bà mối nghe coi. Dạ, em đã trải qua 2 mối tình. Mà một mối tình thì hồi còn đi học nên cũng chẳng đi đến đâu. Còn mối tình thứ hai thì... quen được cũng 2 năm và chia tay cách đây cũng hơn 2 năm rồi. Lúc đó tại sự nghiệp thì chưa ổn định. Lúc đó em muốn là có nhà cửa, công việc ổn định hơn. Bạn gái thì không hiểu và nói là em tìm lý do. Ý là bạn gái là muốn nói là em không thật lòng bạn gái nên chia tay. Bây giờ thì em cũng tạo dựng được sự nghiệp và có công ty và có nhà ở đây rồi. Có nhà luôn hả? Dạ. Là em mua nhà rồi? Dạ. Mua nhà cách đây bao lâu? Dạ cũng được hơn 2 năm rồi. Trời chị ơi. Lý do gì em 2 năm ở không là sao? Dạ thì nói chung là công việc của em thì xây dựng thì tiếp xúc với những người lớn tuổi không à. Với lại ra ngoài đường thì cũng thấy nhiều bạn gái dễ thương lắm. Cũng muốn là mình xin số làm quen chẳng hạn. Nhưng mà mình tiếp xúc gần với người ta thì ở Sài Gòn thì nhiều cướp giật quá này kia. Người ta cứ suy nghĩ là mình tiếp cận để giật điện thoại hay là tiếp cận ăn trộm cướp. Nhìn mà em đâu có giống giật điện thoại đâu mà sợ trời. Vậy thì bây giờ cái mẫu người con gái của em là phải như thế nào? Ngoại hình là cao khoảng 1m50 trở lên, biết chăm lo cho gia đình, biết yêu thương cha mẹ hai bên và hình thức là dễ nhìn là được rồi chị. Sao là dễ nhìn chưa biết nha. Cưng nghe vậy cưng thấy sao cưng? Dạ không biết tiêu chuẩn dễ nhìn của bạn là như thế nào. Đó. Rồi con bé này sao nè, giờ cái hình mẫu lý tưởng của mình phải như thế nào? Dạ em suy nghĩ, em hy vọng bạn nam về ngoại hình thì cao trên 1m6 là được, không quá béo, râu không dài, tóc không dài, răng không súng. Về tính cách thì em hy vọng bạn sẽ là một người chững chạc. Tả một cái ông già nào đó không biết luôn. Tả tưởng nó chắc ông già cũng chín mấy rồi. Có nhiều bạn có style lạ lắm ạ. À, này bé đi với ai nè? Dạ, hôm nay em đi chung với lại chị Hai và cô ruột ạ. Dạ, con chào chị Hai. Chào cô ạ. Nhìn chị Hai là ra em gái nha. Em xin kính chào quý vị khán giả, kính chào chị Hồng Vân, anh Huyền Linh. Em là cô Sáu của cháu Hoang. Cô xin chào con. Sáu thấy cái bạn nam bên này á, qua cái trao đổi á, thì Sáu có cảm giác bạn hiền, có cái sự hiếu thảo. Đó là cái tiêu chí mà Sáu thường nói với con. Thì nếu như có cái cơ hội thì có cái sự cảm tình lẫn nhau thì cô hy vọng là hai cháu sẽ cho nhau cái cơ hội để tìm hiểu. Dạ, con cảm ơn cô. Xin cảm ơn. Cảm ơn Sáu nha. Rồi em đi với ai? Dạ em đi với mẹ và một bạn thân của em ạ. Xin chào MC Quyền Linh, MC Hồng Vân ạ. Dạ. Và chào cháu gái ạ. Và chào gia đình bên nhà gái ạ. Tôi là mẹ của Lương Đình Thanh ạ. Tôi có một đứa con trai. Con gái đã có nhà cửa đầy đủ rồi, gả hết rồi. Cháu ạ. Dạ. Là phải làm dâu đấy, có mối hai mẹ con. Việc gia đình cũng đầy đủ hết rồi. Dạ. Giờ chỉ cần một đứa con dâu nữa thôi. Dạ. Thì cô mong con á
thì các con đã tìm hiểu nhau rồi tiến tới. Dạ con cảm ơn cô. Trời ơi, có ngại không? Dạ thật sự thì đạo hiếu là phải giữ, con không ngại cái vấn đề đó. Dạ rồi. Vân thấy là dành cái không gian này cho hai trẻ đi. Đúng rồi đó, đúng rồi bà mối, mở rào. Anh chào em. Dạ, chào anh. Lần đầu gặp mặt là anh có món quà tặng em. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Lần đầu gặp gỡ em cũng xin tặng anh đi một cái chậu cây kim ngân với lời chúc là chúc anh may mắn và thành công. Rồi, cảm ơn em. Anh cũng có một bài hát muốn tặng em nữa. Anh thì hát không hay nhưng mà em ơi lại gần anh nữa đi. Em hãy nhìn thẳng vào mắt anh này, anh sẽ rất hạnh phúc. Nếu sớm mai tình giấc, người đầu tiên trông thấy chính là em. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng. Anh có một bờ vai đủ rộng. Một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu yêu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Dạ, xin hết. Dạ, cảm ơn anh. Nay mẹ cũng mặc đồ giống như là đi cưới dâu luôn mà đó, nay mẹ đẹp lộng lẫy luôn đó mẹ ơi. Cảm giác thế nào trong cái khoảng thời gian quá ngắn như thế? Dạ, rất là bất ngờ và rất là bồi hồi hiện tại. Tại vì xúc động không? Dạ, xúc động không? Xúc động là vì cái nhẫn hay là vì cái tình cảm? Dạ, tức là dạ, đúng rồi, là vì tình cảm của bạn. Cả người ta đưa coi cái nhẫn coi. Trời ơi, quan tâm cái nhẫn chi? Đẹp quá, đẹp thì người ta phải khen chứ. Người ta quan tâm cái tình cảm mà quỳ gối xuống đó. Một người thì trao nhẫn, một người thì nhận nhẫn, rồi tôi với ông làm gì bây giờ? Đó, cảm giác thế nào khi mà em gặp mặt bạn gái em nói đi. Sẽ lại gần nhau nắm tay nhau nói đi. Anh có cảm xúc không ạ? Nói đi, hai đứa nói cảm xúc với nhau đi. Nói chung là cái mà nhìn đầu tiên thì anh cảm thấy em cũng là một người rất thích hợp với anh cảm thấy rất thích. Dạ, em cảm ơn anh. Anh hy vọng là anh là mối tình đầu tiên của em và cũng là mối tình cuối cùng để đi đến suốt cuộc đời. Dạ, em cũng mong được điều đó. Trời ơi. Không biết là tại anh thì công việc có thể sắp xếp được không mà khi mà mình em thấy anh tự kinh doanh như thế thì cũng bận rộn. Anh kinh doanh thì thoải mái lắm. Về giờ giấc thì lúc nào em cần thì anh sẽ đến bên. Dạ. Khi có thời gian rảnh thì anh thường hay làm gì ạ? Thì thời gian rảnh thì anh hay đi uống cà phê với bạn bè nè. Lâu lâu thì có bạn bè rủ đi coi phim thì anh có đi coi phim. Dạ. Em có thích đi coi phim không ạ? Dạ có, nhưng mà do ít đi lắm ạ. Thích thì thích nhưng mà cũng ít có đi. Khi mà trở thành một cái chỗ dựa trong một người khác á, thì liệu đó có phải là một gánh nặng mà khiến cho anh mệt mỏi không? À không, anh hiện tại bây giờ là thực sự là muốn lấy vợ về để cùng xây đắp một hạnh phúc cùng nhau để vượt qua tất cả. Đó là đối với anh là đó là một cái niềm vui. Dạ. Chứ anh không thấy gánh nặng gì hết. Bản thân em thì em độc lập từ nhỏ, em cũng mong muốn là có được một người quan tâm và là chỗ dựa cho mình. Dạ. Cũng giống anh vô đây thì cũng tạo dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng và cũng có tính tự lập từ nhỏ nên là tất cả mọi công việc trong gia đình anh đều làm được hết. Dạ. Nếu như mình hẹn hò thì khoảng bao giờ thì mình tiến đến hôn nhân được? Dạ, thì để xem tình cảm hai bên, hai đứa cùng sẵn sàng trong chuyện tình cảm thì có thể tiến đến hôn nhân ạ. Tức là tình yêu đủ lớn thì mình sẽ tiến tới hôn nhân thôi đúng không? Dạ. Em có thích có con sớm không? Nếu sau này mình cưới rồi thì em muốn là mình sẽ có bao nhiêu đứa con? Dạ, cái này chắc con cái em nghĩ đó là lộc trời cho ạ. Dạ. Trời cho nhiều mình hưởng nhiều. Nói chung là mẹ cũng muốn có dâu lắm rồi. Hy vọng là em sẽ sớm đồng ý để cùng về chung một nhà với anh cho mẹ vui. Xin phép cho anh ôm em cái ôm chặt vô.
Xin phép gì ở cô cho ôm em cả. Ôm chặt vô đứng yên nguyên coi. Dạ rồi ạ. Thấy sao? Em trai thấy sao? Dạ rất ấm áp ạ. Ấm áp không? Dạ. Em có thấy tim mình nó nhảy nhịp nhiều không trai? Dạ muốn nhảy ra ngoài luôn anh Quỳnh Linh. Nhảy ra ngoài luôn hả? Em trai á, cảm xúc đang rất là đồng đầy à, tim thì muốn nhảy ra ngoài luôn rồi. Bạn không cần phải đếm gì đâu, đó hai đứa cảm thấy cảm xúc đầy đủ là một cái phạt thôi, không có đi. Thích chúng ta bấm luôn. Đó rồi đó, đó bấm gái. Rồi luôn đó, rồi xong. Em gái thích. Cuộc đời đơn giản như thế. Xin phép gì cho hôn? Gì cho cô cho hôn em? Dạ. Hello mọi người, mình là Mai Sơn. Hãy tìm mình trên Split Couple nhé. Hi. Thôi, ngồi đi em trai. Xin mời nhà gái. Mời em trai giới thiệu về mình. Kính chào anh Quỳnh Linh, kính chào chị Hồng Vân. Chào em. Kính chào bạn gái xinh xắn bên cạnh. Tôi thiệu giờ mình Trần Hùng Dư. Là Dư hoài đó hả? Dạ. Trời ngon nha. Năm nay 45 tuổi. Ừ. Em đang làm quản lý của công ty Hàn Quốc. Dạ. Cụ thể là quản lý nhân sự. Em quản lý một bộ phận. Bộ phận gì? Bộ phận của em là bộ phận chuyên bên sản xuất ra dầu mè và dầu tí tô. À rồi. Nhưng rồi. Mà ở đâu vậy cưng? Dạ em ở Trảng Bom Đồng Nai chị. Ồ. Oh. Còn em? Em tên là Phan Thị Băng Tuyền, em 40 tuổi, em đến từ Đồng Nai. Hiện tại em đang làm việc tại một công ty của Nhật. Em là tổ trưởng của một tổ kiểm hàng chuyên về phụ tùng xe hơi. 1910, bên làm Hàn Quốc, bên làm Nhật Bổn. Đều là kiểm hàng hết trơn trọi á. Em gái dạ. Cho đàn trai biết một chút về ưu điểm và khuyết điểm đi. Dạ, ưu điểm của em là có tính tự lập khá cao. Và hiện tại em đã có nhà riêng tại Biên Hòa Đồng Nai. Yếu điểm của em là em nhát trước đám đông, em rất là sợ máu. Anh ơi cho em hỏi anh có sợ máu không ạ? Anh thì không sợ em. Không mà phải vậy chứ. Dạ. Rồi điểm yếu điểm mạnh của em là gì chứ? Em điểm mạnh của em là biết viết nhạc. Viết nhạc trong hai đời sáng tác nhạc em. À. Viết nhạc theo ý của mình. Đã biết viết nhạc tổng hợp. À. Em thôi 3-4 bài em nhấp em viết thành một bài em hát luôn. Hay vậy? Dạ. Bây giờ thử cái đó cái coi. Dạ, được. Ví dụ anh thơ trước hay nhạc trước? Nhạc luôn đi. Dạ, em hát cái bản là Vì Một Tiếng Yêu, sáng tác của dạ, em hát luôn Quỳnh. Từ ngày đầu biết yêu, tôi chỉ mong chiều mỗi một người. Thường lập từng đấu tranh, người vừa đến cứ đến rồi lại đi. Chẳng hờ tiếng ai, tôi đã quen chữ gian dối rồi. Giờ thì tìm nơi đâu mới thấy được chút tình nghĩa thì chung. Tôi như trong bóng đêm cứ đi tìm chưa được thấy bình minh. Tôi không ham muốn chi với cho nhiều mà vẫn không được gì. Người ta yêu nhau sao dễ dàng, còn tôi riêng tôi sao bé bằng. Từng ngày qua vẫn mơ được yêu được hạnh phúc. Tim tôi luôn nhói đau đã bao lần bỏ lỡ mất tình nhân. Tôi mong ai có yêu hãy tin nhiều và hãy yêu thật lòng. Thời gian trôi qua bao hững hờ, không ai yêu nên tôi vẫn chờ. Từng ngày bên cô đơn, biết bao giờ mới được người yêu. Tim tôi mang bao vết thương, biết bao giờ mới được bình yên. Dù muốn dù không thì người cũng xa xa cuối phương trời. Không nói một lời, dù một lời cay đắng từ ly. Người đành ra đi, bỏ lại tôi tháng năm hiu quạnh. Thương nhớ đông đầy, đơn lạnh nỗi niềm riêng. Để rồi từng đêm, gió lấy ngọn tre. Mình tôi lắng nghe tiếng lá rơi sầu hè. Rồi. Tôi phận riêng mình rồi. Như con đò cùng mãi bất tâm. Bên nhớ con đò thương câu họ điều lý tình quê.
Ngày xưa ai nói thương tôi, ai nói thương tôi, thương mãi chỉ một người, thương cả nụ cười, thương dáng người, chắc phát hiện lương. Rồi, cảm ơn em. Ba bài em nhập một. Bây giờ ba bài nhập một quá hè. Đúng rồi, quá là dài luôn. Sẵn đây mới hỏi luôn nè, cái tình duyên của bạn sao rồi? Em có ba mối tình. Và mối tình đầu là em quen được một năm, chắc có nhiều người hơn em. Ừ. Cái là quen em luôn. Rồi cái mối tình thứ nhì thì được dạ, mấy năm? Dạ, mối tình thứ nhì thì em cũng quen được khoảng chắc cũng hơn một năm, năm mấy á. Hơn một năm. Hai người dẫn vô trong Đồng Nai đây là đi làm công ty. Bạn gái của em nói thôi, mới yêu nhau mà hai người ở một chỗ như gặp nhau hoài thấy chán lắm. Nói thôi để em qua Bình Dương. Ừ. Còn em thì qua ở Đồng Nai, một tuần gặp một lần. Ừ. Số em là lặng đặng sao đấy? Sao mà cách lòng luôn? Thì khoảng thời gian chắc cũng khoảng 4-5 tháng gì đó thì mẹ kêu về. Ừ. Thì kêu về thì nói chung là cô ấy cũng biểu em thì muốn nói chung là muốn đến với nhau á. Ừ. Thì về quê luôn. Ừ. Đem tuổi xuân mà đi thì gian khổ bao nhiêu anh cũng không bao giờ về. Chị em ở trong là... này luôn thì... Rồi tới mối tình thứ ba thì sao? Mối tình thứ ba là mối tình đó là hay nhất. Em quen được 3 tháng nhưng mà cứ một tuần em gặp một lần. Và mỗi lần đi tới nhà cho cô bán tập hóa tổng hợp ấy thì ở nhà thì không sao chứ mà cứ rủ đi uống cà phê là bà mẹ đi theo. Ừ. Liên khúc vậy. Mà cái bữa sau nữa là rủ đi tiếp thì con gái của bà bà bác ấy nói thôi bữa nay mẹ ở nhà đi, có bà theo mới chịu, còn không cho bà đi là bà đóng cửa. Oh. Đó cho nên em tự chia tay. Tình duyên bạn này rất là trắc trở. Tình thứ ba gặp anh cho bà đi theo có nói gì đó. Hy vọng là bữa nay em lên đây rồi là giải ế rồi đến qua coi đàn gái sẽ thành sao công. Nha à, đàn gái dễ thương. Bên đây gặp rất nhiều trắc trở, người ta không trắc trở nữa. Trắc trở quá đi, cái đôi em mắt buồn hiu à em ơi. Dạ, em đang có hai mối tình chính thức. Hai mối hả? Dạ. Mấy năm? Dạ, 4 năm. Nhưng mà do là người đó lừa dối em, khi mà em phát hiện là người thứ ba chen vô thì tự động em sẽ rút lui. Đúng rồi. Cho nên từ đó em không có tin tưởng vào tình yêu. Em không có tin tưởng vào tình yêu. Không tin. Hai lần đúng được người thứ ba. Dạ đúng rồi. Hôm nay lên đây mình xóa, mình làm lại ha. Đúng rồi, tha la bôi hết, ta làm lại từ đầu. Rồi bây giờ em muốn một người yêu thế nào? Em muốn một người cao 1m65 trở lên. Công việc thì ổn định, không có tính gia trưởng, không hút thuốc thì em không ngửi được mùi thuốc. Rồi, có hút thuốc không? Dạ em có hút thuốc nhưng mà uống cà phê em mới hút. Còn bình thường em không hút. Ừ, bây giờ bỏ luôn nha. Uống cà phê hút thuốc, cái còn em bình thường em không hút. Thì bây giờ người ta không ngửi được mùi thuốc thì dạ. Anh có bỏ được không? Dạ ngày uống có một ly thì uống hút con điếu. Nhưng mà người ta không ngửi được mùi thuốc luôn. Dạ em ra ngoài em hút chứ đâu hút nhà đâu. Về nhà người ta cũng không ngửi được luôn. Đó là em chịu. Em uống cà phê với hút thuốc. Bắt buộc luôn. Dạ rồi bỏ giờ... cà phê luôn đi. Bây giờ bỏ luôn cà phê luôn. Nói chung cà phê uống cho nó tỉnh táo thôi chứ không phải là ghiền. Nhưng mà đồng cái sáng sớm đi làm thì em 6 giờ em vô công ty. Thì nhiều lúc là có nhiều lúc dậy nó hơi buồn ngủ mệt mệt thì phải uống cà ly cho nó tỉnh táo. Bây giờ vợ mình nghe cái mùi thuốc đó dị ứng mặt mày nổi mụn nổi lum mề đai lum hết trơn. Không lẽ mình ở lòng nào mình để cho vợ nổi mề đai vậy? Một hai lần đầu tiên thì chắc cũng hơi khó chịu thiệt chứ mà chắc riết rồi cũng quen rồi. Em từ từ em bỏ nó quen sao em bắt vợ em bỏ lên. Cái đó mình quyết tâm bỏ hay không thì tùy mình. Còn hút thì em không có cấm, nhưng mà đó là mình có chừng mực thì ok. Trời ơi mày chắc không bỏ được luôn rồi. Tại vì bỏ là phải bỏ một cặp á. À. Bỏ thuốc bỏ cà phê luôn, đời còn gì sướng sướng nữa. Mỗi lần người mua thuốc thì em tự nhiên mắc ói. Thấy chưa? Mà bây giờ một ngày một điếu được không? Cũng bây giờ có. Nói luôn. Dạ ok. Rồi được rồi đó, ok rồi, ok rồi thôi. Đôi khi em chưa gặp đúng đối tượng của em thôi. Dạ. Đúng đối tượng của mình sẵn sàng mình có thể bỏ tất cả mọi thứ, những cái thú vui trong cuộc đời này để đi tìm giá trị hạnh phúc cũng phải bỏ nữa. Nói vậy thôi chứ bỏ được hết á. Dạ được. Em không thích gì nữa? Không, không thích gia trưởng. Có gia trưởng không trời? Chắc có quá. Có anh. Hả? Anh không bắt buộc người khác làm theo của mình. Rồi. Còn mọi người đang có mọi đơn khác giản nhau. Như là được rồi. Rồi. Bây giờ em đi với ai vậy? Dạ em đi với ba em, chị họ của em gái và bé cháu. Rồi. Xin chào MC Quyền Linh, xin chào MC Hồng Vân. Dạ. Tôi là ba của bé Tuyền. Dạ. Đến năm nay nó 40 tuổi mà nó chưa lập gia đình là do chỗ là nó ham làm. Nó lo cho gia đình, chăm cho cha mẹ rồi lo cho các em. Dạ. Rồi ít có tiếp xúc bên ngoài, cháu trai bên đây.
Thì ba thấy rằng coi như vậy là có một cái điểm nhỏ nhỏ, nhỏ thôi, mà vấn đề mà coi như là một điếu thuốc. Còn tánh tình thì ba thấy là cũng thật thà cũng được đó, nhưng mà trong có mỗi cái vấn đề ly cà phê điếu thuốc, mà có mỗi điếu thuốc không mà coi như là muốn hy sinh thì hy sinh không được, thì cái đó là tùy con, ba không có ý kiến. Rồi, cảm ơn chú. Rồi bây giờ anh trai đi với ai? Dạ em đi với chị dâu với mấy đứa cháu. Xin chào dạ. MC Quyền Linh, Hồng Vân cùng khán giả trong trường quay. Tôi là chị dâu của em Dư. Do báo cáo với trường quay và bạn nữ bên này là do em Dư nó tuổi này nó chưa lập gia đình. Do là 11 anh chị em trong nhà mà em Dư nó là con út, bố mẹ tôi là ở với em út. Do đó là em cứ loanh quanh là lo cuộc sống cho bố mẹ, vì các anh các chị cũng có gia đình riêng tư rồi. Thế xong rồi bố mẹ trăm tuổi đi thì em nó cũng lớn tuổi, và bạn bè cùng trang lứa là nó cũng lập gia đình. Và cũng có, nãy em nó vừa kể đó, là cũng có 1, 2, 3 mối tình nhưng mà duyên nó chưa tới. Chị nhận thấy cô gái bên này trông rất là người rất là phúc hậu. Nếu có duyên với nhau thì bấm nút và cho nhau một cơ hội. Thay mặt gia đình xin cảm ơn, tôi dạ, xin cảm ơn. Rồi, cảm ơn nhà trai. Bây giờ thì mình mở rào cho hai bên gặp mặt nào. Mở rào. Trước lạ sau quen, anh tặng em bó hoa này. Cũng như là em từ ngày hôm nay tới giờ sau, em sẽ đồng ý cho anh là người quen của em. Đây là một cây xương rồng em muốn tặng anh, nó giống như em. Bất cứ hoàn cảnh nào cũng có thể thích nghi được, nhưng nó vẫn có cần người chăm sóc, đó là nước, thì nó cũng mới có thể sống được. Cảm ơn. Nói chung là anh bây giờ cũng lớn tuổi chứ cũng không phải là nhỏ nữa. Cơ hội thì chỉ cho một trong hai cơ hội thôi chứ không được nhiều. Em cũng sẽ tạo cho anh một cơ hội, anh cũng sẽ tạo cho em một cơ hội. Nói chung là mình phải nắm bắt được cơ hội đó. Thì nếu mà nó qua đi đó thì không bao giờ bắt lại được. Mong em sẽ suy nghĩ. Thì em cũng có nghĩ gì giống anh, là muốn tạo cho người khác một cơ hội thì trước tiên phải tạo cho mình một cơ hội đã. Đúng rồi. Nếu mà hai chúng ta đi đến cuối con đường thì anh cũng cam đoan luôn là anh sẽ là một bờ vai vững chắc cho em, cũng là một cái ô che nắng che mưa em suốt cuộc đời. Dạ, là em cảm ơn anh. Giống nếu như em là thấy suy nghĩ anh thì như thế nào, nếu mà cảm nghĩ của em? Thì em thấy anh là một người chững chạc và là một người ấm áp. Thì em hy vọng là anh sẽ là một bờ vai vững chắc để che chở cho em. Cảm ơn em. Còn anh sao? Anh thấy em sao? Em thì nói chung là cũng dễ thương. Thấy em cũng chín chắn, chững chạc. Nói chung là cũng được. Em cũng hợp với anh. Thì anh bây giờ chưa có nhà ở trong này, anh còn đang nhà ở quê thì anh có, nhưng mà nhà ở chỗ anh làm thì anh chưa có nhà. Sau này nếu mà hai người mà đi đến với nhau thì không biết, nếu mà chỗ em hay là chỗ anh hay bất cứ chỗ nào, nếu mà hai người cảm thấy phù hợp cái nơi nào mà mình cảm thấy là tạo điều kiện làm ăn được thì có thể là mình mua đất hay là mua nhà gì cái khu vực đó. Dạ đúng rồi, em cũng gặp ý nghĩ anh. À. Thích nghi được ở nơi đâu thì mình có thể tạo dựng cơ nghiệp ở đó được. Đúng rồi. Công ty anh thì thứ bảy nghỉ, thứ bảy chủ nhật nghỉ. Nếu dạ, bên em thì em tùy theo đặt hàng. Tại vì tụi em đi ca 3, 2, 1, tụi em làm 8 tiếng. Thì nếu mà hàng nhiều thì chủ nhật tụi em vẫn phải đi làm. Vậy công ty anh thì thứ bảy chủ nhật nghỉ, nói chung đều vậy. Nếu mà muốn mình gặp nhau một cái quán cà phê nhẹ nhàng nào đó thì nói chung là cứ thứ bảy chủ nhật là lúc nào anh cũng rảnh. Con cái là muốn mấy đứa con? Dạ nếu mà như em thì chắc bây giờ cũng lớn tuổi rồi, chắc có không sinh nhiều đâu, đừng bắt trước ông bà già xưa để hạn chế đi. Nếu em thích chắc cũng hai là đủ rồi anh. Dạ hả, giống anh hả? Hạn chế chứ không nhiều như hồi xưa nữa. Làm bài thơ tặng bạn gái đi. Cũng bài thơ này em tự chép những cái một cái bài thơ của người ta rất dài, em chọn cái 2-3 câu thôi em mới ráp lại thành một bài thơ tình của em. Có ý nghĩa đúng không?
Đành lòng sao em không chút tiếc thương, để lại cho anh một lần thiết nhớ. Giữa đêm khuya trong cơn gió lạnh, ngửa mặt nhìn cơn giông bắc thổi qua, thầm hỏi lòng mình tim anh đâu nhói, em ngủ rồi ai nhắc đến tên anh. Giữa bóng đêm tôi chia tay quá vội, bóng khúc hình xa gợi cuối nhìn xa thẳm, chớp với câu em trong giấc ngủ mơ màng. Đành lòng sao có một người đi ngủ, đành lòng sao có một người không hiểu, nỡ lòng nào hắt hủi tình tôi. Uống cạn men say cho hồn ngay ngắt, nếm chút men tình cho hồn say mãi. Rồi mai đây những gì tôi hiểu, đã nói tôi nghe tiếng đời trong trẻo, tình anh gửi trọn tình em. Cái bài này em chỉ cần lấy có một câu cuối thôi, là tình anh gửi trọn tình em, là hợp với cái ngữ cảnh này. Về nhớ ghép bài nào có dính với bạn gái nha. Dạ chắc cũng thời gian dài á. Ừ, nha. Rồi kiếm bài nào nó sung sung chút rồi ghép cho nó vui vô nha. Em biết theo tâm trạng của em cứ nghĩ cái tâm trạng em mà cứ em làm. Ui, mà làm một mình thôi, một mình ở nhà. Rồi cứ... bây giờ ghép có tâm trạng cô gái này nữa nha. Chắc có hai người thì em ghép hai người. Rồi. Qua lại. Cũng ổn rồi, nói chuyện rất là dài rồi. Dạ. Bây giờ tạo điều kiện cho hai người tiến tới nắm tay để truyền cảm xúc cho nhau như thế nào ha. Nắm tay có thể làm thơ cũng được. Thôi thơ rồi hát rồi. Dạ, tại em bây giờ quá. Nói thôi. Chờ nó lâu lâu tí nha. Cảm nhận thế nào? Giờ nói thôi. Nói gì đó nói đi. Muốn nói gì đó nói đi. Cảm giác thế nào nói đi. Nói chung là cảm giác là lâu quá mới nắm được tay bạn gái cho nên nó hơi rung tí. Rung không? Dạ rung. Bao nhiêu lâu rồi không nắm tay gái? Dạ rồi? Em nói chung là bền vững luôn là 10 năm rồi anh. Em chỉ có đi làm xong rồi về nhà cứ rảnh là ngồi cứ đem thơ của người ta ra, cứ mỗi bài thơ người ta cứ chọn một hai câu đó, viết không biết thành một câu thơ dạy đó thôi. Vậy đó. Dạ. Rồi bạn gái thì sao? À, em thấy tay là nó ra ấm. Ấm hả? Dạ, đúng rồi. Bàn tay ấm nắm bàn tay lạnh. Rồi lâu rồi em bao lâu rồi chưa có ai nắm tay mình? Hơn 3 năm rồi chị. Trời ơi, nhịp tim sao? Có loạn xạ không? Dạ, em thấy bình thường. Bình thường hả? Dạ. Nắm tay gì có thấy ấm áp, có muốn nắm hoài không? Em thấy mát, muốn nắm thêm tí nữa. Em thấy ừ, em cứ nắm đi đó. Dạ. Những cái gì đó đau đớn rồi này kia nọ là bỏ nha. Dạ, những cái thơ đó bỏ từ ngày đi. Hôm nay đó sau là em bỏ. Bỏ đi. Chị không bao giờ nghe em viết thơ tình nữa đâu. Đúng rồi. Bây em giờ... bỏ rồi, bây giờ em viết thơ vui. Tại em biết theo tâm trạng của em thì không bao giờ vui được. Nay vui chưa? Dạ vui rồi. Nay vui rồi, rồi bây giờ mình vui đi, nói câu gì vui vui nè. Rồi mình cứ quyết định là cứ cuối tuần thứ bảy là gặp nhau. Dạ ok. À. Rồi. Trở về ghế. Để tao về nước bấm và đưa ra quyết định cuối cùng của các bạn. Chúng ta bấm nút là phải có trách nhiệm với nút bấm của mình nha. Quyết định xoa tiếng đếm. Đây là quyết định của chính trái tim mình nha. Chuẩn bị 3 2 1. Hết thời gian. Wow! Chúc mừng. Wow! Nắm tay nhau được rồi đó. Trời đất ơi, rồi đó thôi nha. Từ đây nha, 10 năm là chấm dứt nha. Để 3 năm là chấm dứt dứt dạc và nắm hoài nha. Nói chuyện với ba vợ tương lai đi. Cháu xin chào chú, chào mấy chị. Nói chung là cháu cũng nói thẳng luôn là ba má cháu bây giờ đã không đi theo tuổi già rồi, không còn nữa. Nếu mà chú có đồng ý thì nhận cháu làm con rể, chứ mà thật tình là không có làm xuôi gia với ba cháu nữa. Thì có ở rể luôn với ba không? Có thêm được một người ba hay một người mẹ nữa là em càng tốt. Xin phép đi. Xin phép đi. Hùng gì đó. À, nói chung bây giờ xin phép chú, mấy chị cho em Hùng... Bạn tên gì? Em mới quên rồi. Không lo không làm thơ không quên muốn chữ Tuyền. À Tuyền, cho anh Hùng Tuyền. Hùng Tuyền đó. Cho anh Hùng nữa nha. Hùng quyết liệt vô. 10 năm mà chưa hôn phụ nữ cảm giác sao? Nói chung nó cũng bình thường đó. Cái gì kỳ vậy trời? Hùng lại với coi. Hùng lâu lâu chút coi. Thôi được rồi. Nó bình thường là sao? Có gì đâu. Nó bình thường. Nó thơm thơm tí thôi. Nó thơm tí. Dạ. Ông sĩ diện vô cảm xúc đó. Chứ không lẽ giờ ông nói trời ơi anh ơi em muốn xỉu hoặc là em... Xin chào mọi người. Mình tên là Trần Vương Anh. Hãy tìm mình ở trên Citic Couple nhé.